Đến 6 giờ ngày 10 tháng 9, mực nước sông Hồng tại Thanh Điểm, Chu Phan trên 10 m, dưới báo động 1, mực nước sông Cà Lồ trên 7,95 m. Công tác vận hành bơm tiêu, trạm bơm Tam Báo, thường lệ 1, thường lệ 2, tổng số 19 máy bơm với tổng công suất 76.000 m khối trên giờ. Dự báo đến chiều ngày 10 tháng 9, mực nước sông Hồng có thể lên báo động 1, các sông Cà Lồ nước tiếp tục lên cao báo động 3 trên 8 m. Kết hợp với diễn biến mưa to bất thường có thể gây ngập úng cục bộ các hộ dân đang sống ven sông, sạt lở đất ven sông. Lãnh đạo huyện Mê Linh đề nghị các xã tăng cường kiểm tra, bám sát địa bàn, đẩy mạnh thông tin đầy đủ chính xác về diễn biến thời tiết, mưa lũ trên sông để các hộ dân biết chủ động có phương án di dời người và tài sản đến các khu vực an toàn. Tăng cường kiểm tra rà soát người dân còn ở bãi sông, kiên quyết di dời đến nơi an toàn như trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, trường học, nhà văn hóa, trạm y tế. Đảm bảo an toàn tính mạng là trên hết, dựng rào chắn, cắm biển cảnh báo, cử cán bộ trực canh gác không để người dân quay trở lại bãi sông. Chuẩn bị các phương tiện, nhân lực, vật tư hậu cần sẵn sàng ứng phó với tình huống bất ngờ xảy ra. Dự báo nước sông còn tiếp tục lên cao, đêm ngày 9 tháng 9, lãnh đạo huyện Mê Linh trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với nước sông dâng nhanh. Đến 23 giờ 30 phút ngày 9 tháng 9, đã hoàn thành công tác di dời người và tài sản, châu bò, gia cầm tại các bãi sông đến nơi an toàn.